Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát, người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Serapta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong củi trong Israel thời tiên tri Elezio, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm, nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ngay khi khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã bị những người đồng hương ghét bỏ vì Ngài chỉ làm theo thánh ý Thiên Chúa mà không đáp trả những thị hiếu của dân làng. Người ta hãnh diện vì Ngài ăn nói và giảng dạy như đấng có uy quyền. Và dĩ nhiên, họ cũng sẽ được lợi lộc nếu như Ngài ưu tiên phép lạ cho dân làng mình. Đòi hỏi của họ xem ra hợp lý, và cách xử sự của Chúa Giêsu dường như chẳng tâm lý chút nào. Lẽ ra Ngài nên tận dụng tình đồng hương để lên mặt với đời, thì Ngài lại tạt cho họ một gáo nước lạnh chẳng đẹp chút nào. Thực ra, Chúa Giêsu muốn nhắc cho họ rằng Ngài có cùng quê cha đất tổ với họ, nhưng sứ vụ của Ngài không vì thế mà bị đóng khung chỉ ở một nơi hay một số người. Thánh sử Luca trích dẫn câu chuyện bà quá ngoại giáo Sarepta được cứu đói và vị quan ngoại đạo được chữa lành bệnh cùi, để có ý diễn tả rằng dân Do Thái đã không biết đón nhận nhà tiên tri ở giữa họ là Đức Giêsu thầy Nazareth. Và vì vậy, sự nghiệp ân sủng của người đã được chuyển sang cho dân ngoại. Hoặc nói như Thánh sử Gioan: Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà đã không tiếp nhận. Nên ơn cứu độ của người mang đến đã chuyển sang dân ngoại là hội thánh chúng ta ngày nay.
Lời khẳng định này làm sao người Do Thái có thể chịu đựng được? Họ đã nhất tề đứng lên, hung hăng lôi Đức Giê-xu ra khỏi thành, đưa người lên một sườn đồi và định tâm đẩy người xuống cho chết. Nhưng người đã nhẹ nhàng đi qua mặt họ để tiếp tục cuộc hành trình. Bằng những lời đơn sơ này, Luca muốn báo trước cuộc tử nạn của Đức Giê-xu. Người sẽ bị người Do Thái kéo ra khỏi thành và đóng đinh trên sườn đồi. Nhưng người sẽ nhẹ nhàng lích rượu thoát khỏi nơi họ đẩy người tới, để người sống lại trong vinh quang, tiếp tục công việc cứu thế của người. Con người thời nay cũng có muôn vàn lý do để tránh né Thiên Chúa. Chẳng hạn, theo Chúa với đức tin có điều kiện. Tin Chúa thì nhất định phải được, cầu được, ước thấy mới thỏa lòng tin. Hoặc có người được một vài ơn lành nào đó bây giờ xin theo đạo. Đức tin kiểu đó dễ bị hụt hẫng khi cầu không được, tìm không thấy. Và rồi chán nản hoặc bất mãn khi bị đau khổ vùi dập. Thực ra, con người không có tư cách gì để đòi hỏi ân huệ của Thiên Chúa. Vì chưng hồng ân cứu độ ban cho nhân loại trong Đức Giê-xu Ki-tô trước hết hoàn toàn là do ân sủng. Đó là điều mà người Nazareth đã không muốn hiểu. Họ muốn điều khiển Thiên Chúa theo chương trình của con người. Và vì Đức Giê-xu không đáp ứng, nên họ đã tẩy chay và thậm chí khử trừ Ngài. Cũng vậy, cầu nguyện là đi tìm thánh ý Thiên Chúa. Song chúng ta thường hay bắt Thiên Chúa phải làm theo ý riêng của mình, vì chúng ta cho rằng đó là điều tốt đẹp nhất mà Chúa không thể làm khác. Thực ra, cầu nguyện là chúng ta xin Chúa thêm sức mạnh để chúng ta hăng hái làm việc, soi sáng, để chúng ta biến đổi chính mình cho phù hợp với người khác và với hoàn cảnh. Tóm lại, Thiên Chúa không bao giờ ban phép lạ để làm thay, làm hết mọi sự cho chúng ta. Ngài chỉ ban cho con người những cơ hội thuận lợi để cộng tác. Và không ai có quyền đòi hỏi Thiên Chúa, song chúng ta phải luôn luôn dâng lời tạ ơn và xin lỗi vì đã không tận dụng những ân huệ Chúa ban.